Là chúng ta sẽ có cái bài, ví dụ như này, chúng ta sẽ sử dụng chức năng Override MTN để khử màu. Ví dụ như những bài ta rất là nhiều cái màu xám xám ở đây này. Đấy, nó sẽ phả vào công trình nhé. Cho mình sẽ hút hai chất liệu này và chất liệu này. Mình sẽ đổ một cái màu khác. Ví dụ mình sẽ cho nó phả lên một màu đỏ rồi đấy. Được chưa? Cho nó khác biệt nhiều thì chúng ta nhìn nó rõ hơn thôi. Thường thường thì mình sẽ phả một cái màu tông trắng thôi, không phải tông màu đỏ. Nhưng mà đây mình cố ý mình làm nhá. F3 này. Rồi chúng ta sẽ bấm phím M để nổi bật nguyên liệu lên nhé. Chúng ta sẽ hút liệu cái rèm này là một. Rồi tiếp theo đến vật liệu bên dưới, nó là cái thảm bên dưới. Mình kéo đi một tí nhé. Một cái thảm bên dưới. Mình chọn hai chất liệu rồi. Mà thay đổi một cái được, hai cái cũng được. Đầu tiên là cái thảm này, cái rèm này mình làm trước này. Mình kéo chức năng Override MTN lên. Đó. Mình kéo cái vật liệu vừa nãy làm ấy. Mình chọn toàn bộ chất liệu, các chất liệu đều rèm này để mình add cái cục này vào, chọn nó, sau đó kéo này vào diffuse vào mask material. Đó, thì chất liệu nó được đưa vào giống hệ thông số rồi. Tiếp theo chúng ta phải kéo thêm một cục vật liệu có tên Frame và tên là ra đây được. Đây chính là cái cục vật liệu mà cái màu mình mong muốn đưa ra công trình. Mình add vào một GUI nha, trong lần GUI này. Đấy, chúng ta sẽ bấm render. Các cái này mình không thay đổi nhé, nhưng cái phần GUI mình sẽ thay đổi. Bình thường ấy, như mình nói với các bạn ấy, thì là cái màu thường thường mình bật ra sẽ là một màu tông hơi trắng, dạng trắng như thế này thôi. Nên chúng ta sẽ muốn ánh sáng nó chiếu vào và sẽ bật ra một màu tông trắng như này. Nhưng đây mình cố ý mình đưa ra một màu đỏ, đỏ hẳn đi, được chưa? Để cho nó có sự khác biệt thì các bạn nhìn cho nó rõ ràng thôi. Ok, mình sẽ render nhé, render lại cái vùng mà gần đấy. À, vùng ảnh hưởng chắc chắn nó là khu vực này bạn thử. Để khoanh lại một cái vùng. Có thể rộng hơn này một tí nữa. Mà mình bấm lên được. Bạn thấy không? Cái màu nó bật ra sẽ là một cái màu đỏ chứ không phải là một cái màu kia nữa. Thì đây là cách chúng ta sẽ là mình gọi là Override MTN là sẽ giúp chúng ta sẽ khử được những cái màu chính là cái bài trong này, là cái rem lúc đầu nó sẽ là màu nâu, sẽ khử những màu nâu. Đây mình đang thử cố ý thôi, đang thử cố ý để các bạn biết được rằng nó sẽ bật ra một cái màu khác, không phải là cái màu khác là cái màu mình mong muốn thì nó sẽ tốt lại. Mình sẽ khử lại cái màu ban đầu của nó nhé, nó đang là ban đầu của nó đang là một màu sẽ bật vào, nó sẽ bật ra một màu nâu đúng không? Mình sẽ không thích bật màu nâu nữa, sẽ bật được một màu trắng. Thường mình sẽ hút lại cái màu nâu, tông nâu của nó trước đã nhé, tông nâu của nó đây này, được chưa? Và sau đó mình khử một cái màu tông màu nâu, nó bật ra một cái màu tông dạng trắng như này thôi. Ok, đấy thì cách là mình sẽ render lại, mình sẽ để bức hình vừa nãy mình đặt đây này là B bước đầu tiên ấy, để so sánh nó sẽ có trắng hơn, nó không còn. Tại vì đây là một vật liệu thì nó chưa thể nói được hết, được chưa? Nhưng mà nó sẽ có sự khác biệt. Có sự khác biệt nào? Trắng hơn đây này. Được chưa? Bài nó sẽ sáng lên với mình đưa vào màu trắng, mà thấy nó có sự khác biệt không? Đây là cách mà mình khử, thay chỗ này sẽ bật ra một cái chỗ màu rất là vàng đúng không? Thì xem mà mình muốn thử nó giảm cái màu vàng đây, tất nhiên là vàng là do ánh sáng nữa, nhưng mà nó sẽ bật ra một cái màu bớt vàng hơn. Ví dụ mình hút cái vật liệu của cái ghế đó, mình chọn cái ghế nhá, hút vật liệu của cái ghế này, đây vật liệu của ghế nó đây, chúng ta kéo là một cái map có tên là Vray Override MTL nha, Vray Override MTL này, mình kéo cái map của mình vào phần bát MTL. Sau đó kéo thêm thì mình một điểm vào đây, mà thì là đây là cái màu mình sẽ thay đổi đây. GUI là ánh sáng bật này mà. Đấy, nó sẽ bật vào đây và nó chiếu ra một cái màu là mình mong muốn. Ví dụ là màu trắng nhỉ, tông trắng nơ nơ này. Ok, giờ mình sẽ áp cái cục vật liệu này vào cái đối tượng mình vừa chọn đây. Thông số thì nó không thay đổi đâu, muốn sâu nó lên thì nó sẽ sâu nó lên rồi.
không thay đổi đâu. Bây giờ bấm render, render một cái vùng vùng mà gần gần đấy thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đúng không? Stop lại. Đây mình khoanh cái vùng này. Bỏ AB đi nhá, mình khoanh được. Chờ bấm render. Và đấy màu trắng nó xuất hiện nhiều hơn thì chứng tỏ nó sẽ có khác biệt. Làm vì vật thể này nó nhỏ nên nó không ảnh hưởng nhiều lắm. Đặc biệt là sau này chúng ta có công trình liên quan đến gỗ, toàn gỗ không thì sẽ cái màu gỗ sẽ bị ám rất là nhiều cái công trình. Và đấy chúng ta sẽ khử nó đi. Giờ mình thử xem nhé, bức hình đây là B này, trên này là A, AB sự. Thử xem là có khác biệt không. Có thấy sự khác biệt về màu sắc đúng không? Thay vì nó bật lên màu vàng, nó bật ra xung quanh là cái màu trắng như mình nói. Hãy